Hello, xin chào mọi người. Hôm nay để đổi giống một xíu thì mình sẽ cùng nhau make up cho mùa thu này nhé. Cũng bắt đầu thôi. Sau khi dưỡng da và thoa kem chống nắng đầy đủ thì mình đi thẳng vào lớp nền ha. Make up hôm nay mình sử dụng tận 3 sản phẩm cho phần nền. Đầu tiên là Cushion của Casmon. Đây là dòng Play Mist Talk Cushion với công dụng làm trắng, chống lão hóa và bảo vệ da khỏi tia UV, nên có cả SPF 50+ và BA3+, có thể bảo vệ da và làm trắng da hiệu quả. Vì da mình tầm này khá là khô nên mình thích sử dụng Cushion cho tiện, lại còn nhanh gọn lẹ. Cushion này có độ ẩm cao phết vì em ấy chứa Essence dưỡng ẩm tới 27% lận, nên làm cho da độ ẩm lại căng bóng, nên không có sợ bị khắc khi tí nào đâu. Hiện tại mình đang dùng màu 21 nên hơi bị trắng hơn tông da mình một xíu, nhưng mà sau một lúc thì cũng tiệp vào da thôi nên là không có vấn đề gì cả. Cushion này có độ che phủ vừa phải, làm đều màu da khá tốt và có thể che hết các nốt thâm trên da. Tuy nhiên những nốt mụn to và lồi lên thì không có che hẳn được. Cảm giác lúc tán Cushion trên da mình thấy khá là mát, kiểu mát mát nhẹ nhẹ ẩm mịn và rất là mướt. Mình thích cái cảm giác này trên da khi mà dùng em này phết đó mọi người. À, với lại trong video này nắng mưa thất thường, ánh sáng hơi không đều một xíu, mọi người nhớ thông cảm cho mình nha. Tiếp theo, vì đã có Cushion bên dưới rồi mà mình không muốn chồng thêm lớp thứ hai lên trên vì sợ bị dày á, cho nên là mình sẽ dùng tiếp BB cream cùng dòng Play Mist Talk này của Casmon luôn. Sản phẩm này thì có chức năng y chang nhưng mà mỏng nhẹ hơn so với Cushion, nên mình chỉ dặm thêm vào những phần mà mình cần thêm độ che phủ thôi. Thiết kế nhỏ gọn này mình thấy khá là phù hợp để mang theo trong ngày vì rất tiện cho việc apply và đặc biệt phù hợp với các bạn da ít khuyết điểm hoặc là ưa chuộng lối trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên đó nha. Cuối cùng của phần nền thì chính là concealer cùng dòng với Cushion và BB cream lúc nãy luôn. Mình siêu thích em này vì thiết kế rất là nhỏ gọn đáng yêu mà lại làm kiểu đầu bóc ra sản phẩm vô cùng vệ sinh và tiện nữa. Mình lấy tay chấm em này ngay vùng quầng thâm mắt, dùng mút Cushion tán ra và thế là xong. À, mà cái bông mút Cushion này tán cũng khá là mềm, êm da và phê lắm đó mọi người. Chuyển sang phần mắt thì mình sẽ dùng bản Maple Rose mới tạo này của nhà Etude House. Trời ơi, siêu xinh, siêu hợp tông màu mùa thu nâu nâu cam cam luôn á. Bản màu này vừa đẹp vừa dễ dùng, lại nhỏ gọn mà giá lại rất là rẻ, nên mọi người nếu mà mê tông ấm như vậy thì có thể tham khảo thử bản mắt này nha. Mình sẽ bắt đầu dùng màu nâu nhạt trong bản để đánh toàn bộ bầu mắt. Phấn mắt của hàng nhà này làm ổn phết đó mọi người. Có hơi bột nhẹ một xíu xíu thôi nhưng mà lên màu khá là đậm đó mọi người, lấy phân ít một thôi nha. Sau đó mình sẽ dùng màu cam nâu ô ở giữa tán ngay phần mí mắt rồi tán đều lên trên bầu mắt. Đánh một xíu ở dưới mí mắt bên dưới luôn nha, cho nó đều. Tiếp theo mình sẽ dùng ngón tay lấy phần nhũ cam đồng để tán từ giữa mắt và lan ra toàn bộ bộ mắt luôn cho nó long lanh. Dùng tay màu nhũ lên đậm và đẹp thiệt sự luôn đó mọi người. Trong màu mắt hôm nay mình sẽ dùng luôn màu cam nâu ở giữa trong bãi mắt đó để đánh luôn cho cùng tông cam. Vì hao hố chống cọ mạnh quá nên màu lên hơi đậm một xíu, mình phải tán một hồi mới đều được. Mọi người đừng có như mình nha. Xong má hồng thì sẽ sang tạo khối. Vẫn là phấn tạo khối quen thuộc của Hoola Bronzer nhà Benefit thôi. Mình sẽ tạo khối mũi nhẹ nhàng cho mũi thon gọn và cao lên một chút rồi chuyển sang kẻ lông mày luôn. Hôm nay mình sẽ dùng chì của Anastasia màu dark brown và kẻ theo khung lông mày mà mình có sẵn. Phần này quen thuộc rồi nên mình tua nhanh qua luôn ha. Tiếp theo, mascara mình dùng cũng là của Casmon luôn. Đây là dòng Volume and Perm vừa làm dài và cong mi. Mi khá là tơi và đen, đậm lại không bị lem trong ngày, nói chung là thích lắm luôn á. Mọi người nhớ bấm mi cho thiệt cong rồi hẳn chút mi nhẹ nhàng từ tốn theo đường zig zag để mi có thể tơi, cong và không bị vón cục nha. Sau đó vẫn sẽ là kẻ mắt của Harry Mac màu nâu và mình chỉ kẻ một đường siêu mảnh ở đuôi mắt thôi. Khúc này nắng chói quá nên mặt hơi căng xíu, mọi người cứ bỏ qua nha. Cuối cùng sẽ là một thỏa son bí mật. Đùa thôi chứ son này là của Merzy dòng Melotint mới đó. Đây là màu số 02 nha mọi người, màu đỏ rất là đẹp luôn. Còn video swatch bộ son đó thì hẹn mọi người tuần sau nha. Ta-da, vậy là mình đã hoàn thành xong cái makeup look cho mùa thu lần này rồi. Mọi người thấy sao, có ổn không ha? Thì hãy comment cho mình biết với nha.
Cái makeup look này cực kỳ đơn giản và dễ thực hiện luôn đó, cho nên là nếu như mọi người có làm theo mình thì hãy chụp hình lại và tag mình vào với nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video lần này của mình. Đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.